xôi. Mình ngại nấu đồ ăn sáng, thế là bây giờ được cái là tiện cái ở đây bây giờ mọi người bán quà hàng quán càng ngày càng đông. Tại vì người dân càng ngày càng giàu có đấy, cho nên là đồ ăn sẵn rồi những cái đồ ấy là càng ngày càng đông. Nên mình cũng lựa chọn thoải mái. Thì đây là xôi, có hành khô, có giò, có lạp sườn, có trứng, thịt, rau, ruốc, pate. Thì xôi bác nấu rất là dẻo, thêm cả rau mùi tàu cho thơm. Hành khô giòn thơm. Này là trứng cút rán lên, xong rim, có cả lớp thịt rồi nữa. Cũng dễ ăn đấy. Cho bà phin cân rưỡi nữa đấy. Ai không thích ăn nước thịt thì thôi, còn ai ăn nước thịt thì mình có thể lấy cả nước thịt nào. Giò thường là khi mình mua về nhà ăn ấy, thì có thể là mình ăn cùng với cả 2-3-4 lạng giò, mình hay ăn một món hoặc là chả. Kiểu là ví dụ chẳng hạn như là ở nhà thì hay mua chả kiểu như này, nhưng mà ở đây thì mọi người làm mỗi thứ một tí.